Cứu một tuần thành xuân trong em. Và tiếp theo thì Aki xin nhẹ nhàng hơn với Lưu Việt, là cũng là một ca khúc mà Aki vừa sáng tác phát hành trong tháng 11 năm 2018 vừa qua, là một ca khúc mà tên Ký ức mong manh dù lần này. Và khúc này nhẹ nhàng là quý vị nha, thì chúng ta cùng dùng dùng tiệc và nếu mà có không khí thì có thể đưa cánh tay của mình được không? Cảm ơn mọi người. Lang thang góc phố.